Nay tôi giới thiệu mọi người một mẫu Ampli 2 kênh có giải mã. Nó giống như những mẫu 890 hoặc là 780D của Denon hoặc là 773.7 của Sansui có giải mã. Thì đây nó là một mẫu Ampli của Victor, mã là 511, có đại tôi bán giá 5 triệu đồng. Giải mã đánh hai đôi loa AB thôi. Đánh hai đôi thì bấm cả vào. Đây giải mã mình thì bấm vào đây. Dark Direct này. Dark Digital Input Selector. Cân loa Super Bass tăng thêm bass. Còn đây là các đường vào AV bình thường. 5 triệu đồng một mẫu âm ly giải mã của Victor, hay còn gọi là JVC. Xuất khẩu gọi JVC. Mặt tiền đẹp xuất sắc luôn. Mặt trên thì nó đặt lên nhau lên phải có xước sát, nhưng quan trọng là góc cạnh không xứt mẻ. Nói chung còn rất vuông vức. Tôi sẽ quay mặt sau rồi sẽ mở nhạc to một các bạn nghe. Đây cắm cả hai đường đồng thời, đường quang và đường AV. Trở kháng 6 đến 16 ohm. Victor sản xuất tại Nhật Bản, số series 442, mẫu này có một con thôi. 150W. Nói chung con Ampli còn rất mới luôn nhá. Đẹp xuất sắc đấy, chạy 4 sò than. Cái là cái nắp trên này là nó đặt lên nhau, nó phải có vết chân của cái Ampli trên nó xước nhẹ thôi. Sẽ mở nhạc to với các bác nghe. Chuyển sang đường CD đã. À đường AUX analog. Đánh bass 30 chuyện nhỏ con Ampli này nhá. Của Victor luôn, tiếng bass cực kỳ căng luôn. Mà nói là chất âm quá hay luôn. Bass đánh rất thật. Anh đóng bên lưng tình. Nghe muôn cô đừng ăn than chẳng đêm trường sầu thương đêm. Hồn dung tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ. Lén lén đưa anh qua bên mộng này. Món này rất thích hợp cho bác nào thích nhiều bác. Với tiếng bát nó quá mạnh luôn. Đây là nút tăng thêm bát, super bát. Cân loa âm ly hoạt động hoàn hảo. Hàng bãi thiên duyên luôn, chạy một sò than. Phe kia ngang tàn, xua quân đốt nhà. Một mẫu âm ly giải mã, chất âm quá ok. Quan trọng là giá tiền rất hợp, túi tiền luôn. Được một chất âm giải mã. Tôi sẽ chạy sang đường giải mã. Đây, khi giải mã thì nó đèn bên này sáng. Đĩa bên này hết, tôi bấm lại đi. Sò nó theo cái tản nhiệt màu trắng bên trong. Vâng. Rất thích hợp chơi giải mã, chơi nhạc mạng. Một công đôi việc, được cả giải mã, cả âm ly hay, 2 cây. Vâng, xin chào. Khách hàng ở xa đặt cọc tôi 1 triệu là tôi gửi hàng đi qua Viettel hoặc nhà xe khách, phí vận chuyển thì mua chịu. Xin chào.